dẫn nó lên nha các bạn, này nhìn nè. Đó, không có đánh lửa nhiều như cái mặt dimmer khác nha các bạn. Cứu xong hết rồi ha các bạn ha, ghi cứu hết rồi. Dành cho công sức lớn nha các bạn, công sức. Nè các bạn thấy không nè, bóp nhẹ nhẹ nè, thấy chưa, bóp nhẹ nhẹ vẫn quay nhẹ 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 ha. Có nghĩa là cái công tắc này nó hay cái là nó có cản trở để điện được, nhưng mà mình dùng cái dimmer thông thường á, mạch cản thông thường mình bóp gì là nó làm cái ào luôn các bạn, nó làm cái ào luôn vậy nè, thấy không? Chứ mình không có bóp nhẹ nhẹ gì được nha các bạn, nó không bóp nhẹ nhẹ gì được nè, nè bóp nhẹ nhẹ nè, các bạn thấy không? Cái điện thoại điện nè đang 217V đúng không? Rồi mình chỉnh xuống cho thành 110 nha. Rồi chỉnh xuống. Rồi không thích 110 lấy 99V được không? Chỉnh rất là nhẹ nha các bạn, chỉnh rất là nhẹ luôn. Nè 99V ha, 99V số rất đẹp luôn nha, 99V, ok chưa? Rồi mình sẽ thử cái máy 110 nha. Gần 500W nha các bạn ha. Nè, thấy chưa? Thầy Mọ xin chào tất cả các hội viên. Welcome các hội viên đã tham gia những cái gói hội viên của thầy Mọ nha. Thì đây là những cái video rất là hữu ích và tạm gọi là bí mật cho các bạn xem trước. Tại vì tôi giúp cho các bạn có được những cái ý tưởng về điện tử cũng như là cái dự án như thế này nè, các bạn có thể phát triển ra thành một cái sơ đồ mạch để các bạn có thể thiết kế kinh doanh được nha. Thì đây các bạn biết nè, đây là soi chiều, có nghĩa là cái ký hiệu soi chiều đó. Ở đây tôi cho điện 220 vào nha, và qua một cái bóng đèn. Rồi tiếp sau đó thì tôi sẽ có một mạch điện như thế này. Thì các bạn nhìn xung quanh này các bạn thấy nè, các bạn chụp màn hình lại để các bạn về lắp nha. Và tôi đã giải thích cho các bạn một số cái con linh kiện ở trong đây. Đây là cái con Triac, các bạn lấy con Triac nào cũng được hết. Con Triac là BTA41700B, có nghĩa là con Triac này nó chịu được dòng là 41A và 700V, rất là lớn. Thì con Triac nó gồm có 3 cực nha, cực G nè và cực T2 và T1. Rồi các bạn mà chưa học những con Triac thì hãy xem lại bài học của thầy Mò ở bên ngoài nha. Rồi đây là cái con Diac, con này là con DB3. Cái con này là các bạn mua chỉ có mấy trăm đồng thôi. Đó là con Triac. Thì cái nhiệm vụ của con Diac này nè, nó sẽ cho điện từ đây chạy qua đây 30V thì nó mới cho chạy qua, còn không dưới 30V thì nó không cho chạy qua. Như vậy thì các bạn thấy cái DB này nó có lợi không? Nó bảo vệ cho con Triac mình ha. Còn con này là con 330 gì nào mà không có ký, không có gì hết, thì nó gọi là ôm nha các bạn, gọi là ôm. R này, R5 thì mình tạm gọi nó là R5 300 ôm. Con Diac BDBA này, DB3 này, đó là con Diac. Các bạn mua con Diac màu xanh xanh đó. Đây là những con Diac xanh xanh như thế này ha. Rồi đây là những con Triac này, các bạn thấy không, có ba chân này ha, chân này là chân G, T2, ai cứ G đây nè, T2 và T1 đây nha. Các bạn thấy cái sơ đồ chân của nó nè, đây sơ đồ chân của nó là T2, T1 và chữ G đó. Số 1 này nè là T1, T2 và chữ G, số 3 là chân G nha. Đây nè, số 3 là chân G, để các bạn tìm được ở cái sơ đồ nó là cái gì đó, để các bạn nhìn thấy. Rồi dễ không, quá dễ luôn ha. Rồi trở lại cái sơ đồ chúng ta thì cái biến trở này nè các bạn, cái biến trở 500kg này nè là các bạn phải tìm những biến trở 500kg nha. Là VR ký hiệu nó là 5kg, các bạn nhớ nha, là nó có hình dạng như thế này. Đây là cái biến trở 2W nha các bạn, 500kg nha. Các bạn nhớ tìm mua biến trở 2W 500kg là hình dạng nó như thế này nè nha các bạn, như thế này nè, chứ không phải là như thế này nha. Rồi các bạn nhìn thấy nè, như thế này không phải nha, chỉ có 1W thôi. 500kg, 2W nó có 3 chân bự to như thế này nè, một cục như nè, để chỉnh nó không có bị nóng nha các bạn ha. Đó, rồi như vậy thì các bạn thấy nè, các bạn thấy. Rồi tiếp tục á, các bạn tìm cái con tụ này nè, 0.15 microfarad này ha, các bạn lên mạng các bạn search, sẽ tìm kiếm được cái con tụ nó như thế này. Đây là con tụ nó như thế này nha các bạn ha, như thế này, 0.15 nha, 0.15.
Đây nó như thế này nè. Đó. 0.15 này như thế này. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục con tụ này á là 0.1 nha, 0.1. Thay vì 0.15. À, mình ghim 0.1 nó cũng giống giống như vậy đó nghe các bạn, giống giống như vậy đó. Rồi tiếp tục nè. R 33 kg. 33 kg hai con. Đây, 33 kg hai con. Mà con này là khoảng 1 W nha các bạn. Hoặc là 2 W. À, ba cái con này á các bạn mua 2 W hoặc là 1 W cho chắc ăn nha. Rồi, như vậy thì cái con đó như thế này. Các bạn nhìn hình hình vẽ nè, các bạn nhìn thấy nè. Rồi các bạn hãy nhìn thấy bình hình vẽ, các bạn Google á, các bạn search con 33 kg và con 4 kg 7 nó là cái hình dạng như thế này. Đây 33 kg ha. 33 kg. À, nó to nha các bạn. To bằng cái nhỏ hơn đầu đũa mình tí xíu nha. Nhỏ hơn đầu đũa ăn mình chút xíu. Rất to. Rồi, như vậy tiếp tục. À, các bạn tìm cho là một cái cầu diode ha. Cái này là gọi là bridger này ha. Cầu diode ký hiệu của nó đây. Hoặc là các bạn có dùng bốn con diode ghép lại với nhau cũng được đó. Một con, hai con, ba con, bốn con này ghép lại với nhau. Hai cái đầu dương đấu lại với nhau. Hai cái đầu âm đấu lại với nhau. Và cái đầu này á, các bạn đấu ở đây. Cái đầu này á, các bạn đấu ở đây. Đây là đầu cộng, đầu trừ, đấu ở đây. Các bạn đấu như hình vẽ nha. Thì cái con diode thì các bạn biết rồi ha. Sạch con diode ra. Nha, con diode nó như thế này. Đây, con diode nó như thế này nè. Ký hiệu của con diode đó là anode, cathode, có nghĩa là đầu cộng và đầu trừ. Thì ở đây nè, đầu trừ nó có một cái dấu này nè các bạn. À, cái dấu màu trắng đó, à, ký hiệu nó ha. Đó, trên thực tế là con diode đó, mình nhìn nó nè, nhìn thiệt thiệt ngoài đời nữa nè. Lớn nè, to. Các bạn dùng con diode nhỏ được rồi nha, không cần phải to nha. Rồi, tiếp tục. Cầu diode thì các bạn đấu như thế này. Rồi, các bạn dùng... một cái nguồn cấp vào, thì thay vì cái chỗ này nè, các bạn gắn cái chu điện ha. Ở đây là cái chu điện nè, các bạn gắn vô cái chu điện, ở đây cái chu điện thì gắn điện 220 thì cũng giống như vậy ha các bạn ha. Rồi cái bóng đèn này nè, à, mình sẽ nói tiếp với bóng đèn, hoặc là mình nói tiếp với cái chui á, mình sẽ làm cái chui. À, cái chui nó như thế này. Rồi mình nói lại nha các bạn nha, cái này là cái dấu ngã này nè, là điện 220 vào đó. À, mình bấm vào mình thấy nè, à, 315V, có nghĩa là bây giờ 50Hz này là độ, cái biên độ này là cái biên độ, à, mình lấy cái biên độ mà gọi là điện áp đỉnh đó. Thì cái này nói chuyện như thế này các bạn không hiểu đâu, có nhiều bạn hiểu, có bạn không hiểu ha. Nhưng mà mình đã vắn tắt nè, điện này điện 220 đi vào đó, mình lấy điện áp hiệu dụng nó là 220 đi vào đó. Rồi sẽ cấp vào hai cái đầu này nè. À, ví dụ như cái đầu này đầu L, đầu đen N. À, nó cho bạn hình dung ha. Còn cái này là cái bóng đèn 220V, mình thay thế nó là cái ổ cái nha các bạn. Ổ cái này là ổ đực nè. Như vậy thì các bạn hiểu không nè. Cái con này các bạn mua được nè. Con này với con này cũng gần gần giống nhau. À, hình dạng nó nãy các bạn thấy rồi đó. Rồi cầu diode các bạn đấu là giống như vậy. Điện trở như vậy. Với con nào nấy mập mập nha. Con 2W nha. Con biến trở này nè. 500kg này là biến trở gì? Cái biến trở khoảng cỡ 2W nha các bạn ha. Rồi con diac DB3. Điện trở R330 ohm. Cái con R này không cần lớn nha các bạn ha. Nhỏ cũng được rồi. À, 1/4W cũng được rồi. Nhưng cái con này các bạn càng lớn hoặc là nhập chung nhiều con nữa thì nó sẽ mạnh hơn nha, mạnh hơn nữa. Ví dụ như các bạn nhập chung nhiều con thì mạnh hơn nữa. Rồi như vậy thì bắt đầu mình sẽ chạy thử nha các bạn, chạy thử nè. Rồi bị lỗi rồi, bị lỗi là do cái gì đó, để mình chỉnh lại cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ cho chạy thử nha các bạn ha. Rồi chạy thử. Wow, cái mạch của chúng ta chạy nè, các bạn nhìn thấy nè. Đó, bóng đèn của chúng ta không sáng nha. Mình tăng lên này đã sáng nè các bạn. Tăng nè. Đó, mình chỉnh lên chỉnh xuống nè. Mình chỉnh lên chỉnh xuống, bóng đèn nó sáng lên nè, các bạn nhìn thấy không? Để các bạn nhìn thấy cái bóng đèn này nha. Đó. Cái mạch này tuyệt vời luôn, các bạn chỉnh từ từ nhỏ volt ha, từ khoảng cỡ vài volt thôi cho tới 220V nha. Cho tới 220V, đèn sáng rực luôn.
Đó, nó luôn 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 từ từ luôn đó, luôn từ từ lên hai lần, các bạn thấy không? Mạch này cực kỳ hay và cực kỳ quan trọng nha. À, chúng ta có thể chế ra để bán vào thị trường luôn cũng được nữa nha. Các bạn nhìn thấy, à, tôi đang cho các bạn một cái sơ đồ và một cái ý tưởng để cho các bạn chạy đúng nghĩa của nó luôn. À, cái mạch này tung ra thị trường thì các bạn có thể bán được nha. Thầy Mò muốn làm một video này cho các cả các hội viên nha. Rồi các bạn nhìn thấy nè, ở đây là mức độ chạy chậm chậm nè, các bạn thấy không? Đó, bây giờ có mới 19 nè, lên 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 nữa nè. À, chạy xuống nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi như vậy thì ở chỗ này là điện là cấp nè. Thay vì các bạn cấp điện vô nó vào 220 ha, thì giờ tôi tắt đi nha. Chỗ này nè, thay vì các bạn cắm vào 220 thì để tôi đo thử có đúng không nha. Rồi tôi đo, tôi lấy cái đồng hồ đo nè. À, đồng hồ để đo AC volt. Rồi tôi đo tại đây ha. Tôi đo tại đây coi nè. Tôi đi đo qua đây. Tôi đo qua đây, tôi đang livestream. Rồi bây giờ tôi sẽ cho chạy thử nha. Rồi các bạn nhìn thấy nè. 220 V đúng không? 220 V. Rồi, rồi các bạn học viên thấy không nè? Chỉnh lên nè, đó. Ok không? Chỉnh thấp lên. Cái này là thấp xuống nha, các bạn thấy dòng điện đi nè. Đó. Rồi chạy lên nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Đèn sáng rực luôn ha. Rồi điện đây 220 V này các bạn không thấy sụt giảm nha, không thấy sụt giảm. À, không thấy sụt giảm. Rồi như vậy thì mình sẽ đo cái chỗ này nè. Tôi sẽ lắp một cái đồng hồ đây. Thêm một cái đồng hồ đây nữa ha. À, đồng hồ đây là AC đi. Lắp cái đồng hồ đây nữa. Rồi lắp một cái đồng hồ đây ha. Để xem cái điện áp ở đây nó có thay đổi không. À, nó có xuống 110 hay là 0V hay không nha. Rồi bắt đầu cho thể thử lại nha các bạn. Rồi đây là 180 mấy volt nè, mình có thể chỉnh xuống nè các bạn nè, các bạn thấy chỉnh xuống không? Đó, chỉnh lên hết về đây là 220 V, chỉnh về đây xíu thiếu nè, các bạn thấy không? Còn vài volt luôn nè, không phải mấy volt luôn nè. À, gì các bạn thấy? Đó, các bạn thấy nè, đó, cái đèn sáng lên, đèn lưu xuống nè, đó, còn mười mấy 20 V đèn nó sẽ lưu xuống. Rồi các bạn làm thử nha, các bạn làm thử cái mạch này. Rồi tôi muốn cho tất cả các bạn hội viên có được những cái cơ hội về thiết kế ra những cái mạch điện để các bạn có thể bán trên thị trường, bán cho bạn bè hay là làm máy khoan. Cái mạch điện này rất là hay nha các bạn. Cái mạch điện này á, các bạn có thể thêm nhiều con tri ác đây nè, các bạn có thể thêm nhiều con tri ác đây nha. Đó, đây thêm đang con nữa nè. Rồi bây giờ có thể thêm 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 con nữa đó, thêm con nữa, các bạn có thể thêm cộng nó thêm nhiều con để các bạn có thể chạy thêm nhiều cái motor hoặc là nhiều cái nồi cơm điện, hay là nói chung là cộng thêm nhiều, mỗi một con nó là 41 A đó, các bạn tha hồ mà xài đó. Cực G này nè các bạn, cực G này các bạn đi chung nha. À, đi chung nha. Rồi đây cực G đây, rồi để làm lại vẽ lại nè. Hay từ từ. Rồi các bạn thấy nè, cực G này là có thể là mình vẽ xuống đi chung con này luôn ha. Lên đây luôn. Đây cũng vậy. Rồi. Đây là ba con đi song song gì nè các bạn ha, hoặc là ba con này các bạn đi vô một con điện trở cũng được nữa. Nói chung là các bạn có thể tùy cơ ứng biến mà mình làm nhé các bạn ha. Rồi mình cho chạy thử luôn nè, ba con coi sao nè, ok không? Quá tuyệt vời luôn. À, ba con này còn khỏe hơn nữa nha. Các bạn thấy nè, đèn lúc mình sáng, sáng yếu nè, sáng mạnh nè. À, lúc này các bạn có thể chỉnh được từ 0V cho tới 220 V nha, chỉnh được hết nha. Rất cực kỳ, mạch này rất là hiệu quả nha các bạn, hiệu quả lắm. Rồi như vậy thì mình dừng lại nha. Rồi bây giờ nè, cái chỗ này nè, các bạn có thể thay cái ổ ổ cái á, cái ổ điện đó ra nhiều ngõ để các bạn có thể cắm được nhiều thứ nha. Rồi mình xóa cái này đi, xóa mấy cái đồng hồ đi cho các bạn nè. Rồi bây giờ nè, mình sẽ thay cái bóng đèn này nè dưới cái chuôi này bằng như thế nào để các bạn dễ hiểu và dễ tưởng tượng thêm nè. Đây đó,
Rồi các bạn có thể thay cái ổ điện là chỗ này nha. Cái này là cái đuôi điện này, các bạn có thể bấm cắm cái máy khoan hay là bằng ủi hay là cái bếp vào đây. À, cái bếp nhiệt ở vào đây. Rồi cái này là hoặc là cái motor nha. Motor cũng được đó. Còn cái này là cái bạn cắm vô điện 220 mình đó. À, rồi cái này nè là các bạn hãy đưa ra ngoài để chỉnh nha. À, như vậy chỉnh. Còn nếu các bạn nào mà muốn chơi hầm hố nữa ha, chơi hầm hố nữa thì các bạn hãy dùng cái này nè. Đây các bạn hãy mua cái màn hình báo vôn nè. À, báo vôn là báo dòng rồi đó. Là các bạn hãy mua cái này. Nếu các bạn chỉnh cái biến trở xuống á, nó sẽ báo cho các bạn là bao nhiêu vôn, ví dụ 69V, 70V, 200V, 220V thì nó báo cho các bạn ha. Nếu mua những cái loại này nè. À, nó cũng rẻ lắm, có vài chục ngàn thôi. Các bạn có thể chế cho mình một cái bộ xịn sò nha. Rồi như vậy thì các bạn đã xem video mình đã hướng dẫn cho các bạn, cho cả các hội viên ha. Các bạn hãy tham gia cái hội viên để mà xem những cái video mà gọi là tuyệt chiêu nhất của mình ha, để cho mình có thể hướng dẫn cho các bạn càng nhiều càng tốt. Đây là cái video hướng dẫn cho hội viên xem trước nha các bạn, cho bạn viên xem trước để có cái gì kiểm duyệt rồi xong rồi báo cáo lại cho mình sau nha. Rồi bye bye. Chưa quên nữa,